Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trì với sự tham gia của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với các điểm cầu trên cả nước, tại Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cái Vân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tham dự hội nghị. Hội nghị được nghe các báo cáo về việc triển khai chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai chỉ thị số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra trong ngày 23 tháng 5 tới đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tập trung gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.